Xin kính chào quý vị. Chiều hôm nay sẵn cái cơ hội này nóng quá cũng đi xuống sông tắm và bắt hến. Vậy thì quý vị có xem nhớ hỗ trợ cho Quyết Thắng Media một like, một chia sẻ, một đăng ký nha quý vị. Nhớ bấm cho cái chuông. Quý vị hãy cùng theo tôi để xuống sông bắt hến cùng với tất cả bà con. Hiện nay là chiều nay cũng đi bắt hến á. Rồi quý vị theo tôi nha. Chiều hôm nay xuống sông bắt hến rồi quý vị ơi. Trời nắng non quá không có cái gì ăn hết. Bây giờ xuống sông bắt hến. Bây giờ nước chiều nay sao xuống lớn kìa nha. Xả nước con sông lớn kìa. Cút xuống ơi, cút xuống. Cút xuống ơi, đừng lọt cái ấy, lọt cái đầu lên nè. Cút xuống lọt cái đầu lên. Bây giờ xuống sông nè, bắt hến rồi quý vị nè. Vừa bắt hến mà con là con vừa tắm luôn. Tháng này là trời nó nực quá chịu không nổi. Chỉ có xuống đây mà mò hến nè, sẽ tắm luôn à. Đây. Quá trời luôn. Hả? Hắn à, đúng rồi, bữa nay nó thả nước nó có dòng chảy nó mát. Ở thôn quê là chỉ có bắt hến về, một là nấu cháo, hay là nấu gì rồi, nấu gì, làm gỏi, cái gì nữa. Thường ta nấu cái gì á, ta nấu ta húp nước á. Đồ mấy cái đó mới ngon á. Đồ bà Năm toàn là ăn cái thứ đó không á trời à. Ủa chắc cũng gặp bọn này nữa sao? Bọn bữa hôm này sao? Hèn chi. Bữa nay hơn nửa tháng rồi. Đừng nói tầm bậy tầm bạ. Tao quay phim đừng nói tầm bậy tầm bạ. Đó, đi lên bên đây nè, em đi lên đi xuống đó. Hãy xuống dưới kia, nguy hiểm lắm á. Chúng đó có cái mấy mẹ dưới kia, hồi đó bến sông này là đầu dưới ta kêu là mấy mẹ chàm. Đây nè. Hết này quý vị nè, trời cho hết nào nó bự bự rồi thấy không, đó, thấy chưa, bự bự rồi, hến bự không chịu mà chịu hến to, khổ ghê á, còn con này hến còn bự hơn nữa, toàn là hến đá không à. Hả? Tụi này chắc nó biết bắt hến rồi sao? Mò hến đi cho quen, nửa lớn đi bắt hến cho. Chiều nay đi bắt hết nha quý vị. Đó. Giờ đi bắt hết. Đúng không? Không phải.
gì luôn. Đưa để thấy cả. Thấy cái gì vậy? Kỳ lân có da đâu. Thằng da. Nhìn cái này, nhìn. Rồi. Lên đây ha. Nhưng mà hớn không có vỏ. Áo luôn. Không có con. Lấy màu xanh đẹp mạnh. Đó, người trắng thì mình đi biết. Là chị sĩ đây. Thêm cho hấp nước không? Giá cào hấp nước không? Đừng đau chứ không? Tao trò tao mày. Hấp nước không? Ôi lên trên kia ơi. Bến sông này rất là đẹp đó quý vị à. Hến nhiều lắm. Coi một. Mấy anh kia cũng xuống tắm sông nữa. À, bây giờ xuống tắm sông nữa đó. Bây giờ đi tìm cây gáo này khó lắm nghe. Cây gáo này ngày xưa thì nó to nó nhiều chứ giờ cây gáo không còn nữa, chút chút gì chặt hết rồi. Đây là cây gáo bờ sông nè. Và giới thiệu cho quý vị một cái cây đặc sản nữa. Ở đây là có một cái cây đặc sản. Đây nè, là cái cây này nè. Mà nếu mà học sinh ngày xưa mà ghét cô giáo đó là đúng, cái này về nó bỏ trên ghế của cô giáo ngồi đó là coi như thôi là gái à, là gái à, là quý vị. Cái này đặc sản ở bờ sông nè đó, ta kêu là cây mắt mèo ma đó quý vị. Chưa, là làm ở trên kia. Ủa tụi bắt hến mấy giờ lận? Bắt mấy giờ lận? Dạ. Bắt hến xuống đây mấy giờ lận? Xuống 3 giờ. Hả? Lỗi, thưa lỗi.
lội 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 lên, nằm xuống lội lên, đó đó đó, lội lên, ngóc cái đầu lên, lội ngóc cái đầu lên, lội vô đây lại nè, lội vô đây nè, lội vô, đi tắm là phải lội. Lội mạnh lên. Nó không lên à. Ở dưới này có một bầy bò nữa nè, bầy bò có. Ở dưới cái bến sông này ngày xưa trước 75 người ta kêu là bến sông của người Chăm á, thường xuống đây gánh nước em nè. Cái chỗ này là cái bến của thôn Chi Thái nè, thôn Chi Thái ngày xưa á. Ngày xưa là họ xuống dưới đây là họ gánh nước, mà nếu mà tháng giêng tháng 2 như thế này, tháng 3 như thế này mà không có nước á thì họ đào cát dưới này nè, đó rồi múc. Còn bây giờ là có hồ có đập á, cho nên nước nó nhiều, mà lại có bơm tên nước nữa, họ không có cần phải gánh nước sông mà cũng không cần đào nữa. Bữa nay nước xả về lớn kinh. Đó, chiều nay tắm sông rất là đông quý vị. Càng chiều dừng nào thì người càng đông. Chiều ở tắm mát ở bên sông là tắm mát luôn quý vị ạ. Xe lội nước luôn. Trời nó chạy nó đổ cái này rồi đầy luôn. Cái này à. Hình như là thủy điện Đại Ninh chắc phát máy sao? Video này đến đây xin hết, xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại, xin chào.